Mày nói với tao là con nhỏ nó có bầu. Con nó có bầu nào? Sao nó kỳ vậy nó lục? Mày nói tao là nó có bầu rõ ràng. Con không nói có bầu à? Chứ mày có nói nè. Mày nói chứ sao tao mới biết? Con nói nó ngán hơn chứ có bầu đâu. Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí. Hãy cùng Vitamin 2 cười lên cho cuộc đời sảng khoái. Chim ơi chim, chim đừng bay. Hót đi chim, hót đi chim, mau lớn đi. Mày mau lên tao mới có tiền. Chú Tư ơi! Chú Tư! Chú Tư ơi! Chú Tư ơi! Gì vậy trời? Mày làm gì vậy? Chú Tư ơi! Sáng tháng hằng lại bị điên hay gì vậy trời? Chú Tư ơi! Chú Tư ơi! Thôi ai? Chạy ra nhà tao mà chạy tụi nó mới chân đợi hả? Hồi nãy giờ chú ngồi đây hả? Tao ngồi đây. Tưởng tượng không à? Tưởng gì? Tưởng đâu ai tạc tượng chú. Ủa rồi. Tự nhiên kiểu là tao chạy rần nghe. Gì vậy? Có ai nhà không? Hả? Nhà chú không ai nhà ha? Rồi sao? Sao kỳ vậy? Kỳ gì? Nhà chú mà sao không có ai nhà hả? Có mình tao nhà, tao nói mình tao chứ gì đâu. Thôi nghe. Mấy ông trộm nhà đâu gì rình mò đây? Không có. Có làm kinh động hai con chiếc điểu của tao à? Ủa chú nuôi gì vậy? Chiếc điểu. Hả? Có gì? Chiến điểu này chim mà đó chim mày kêu chim đi tự nhiên kêu chiến điểu tự cái chữ đó chiến điểu là tức là nó là cái loại giỏi đó thế tao lựa hai cái màu hai con màu đâu đâu không màu màu ngộ hơn con chim hen ừ đừng nói là con chim mà mày nhìn kỹ nó không phải là con chim thấy chưa nó là hai con chiến điểu con nào dữ không tao nói thiệt với mày nuôi mà cái dạng đi đá mà ăn người ta đó phải biết cách nuôi thôi phải biết cách cho ăn chiến điểu là đi đá hả ừ mà con chim này rất là mua nước ngoài về chứ không phải là mua ở đây thành thử là nó không ăn mấy ba cái giống như là cào cào cho cháu rồi nọ là nó không ăn chú cho nó ăn cái gì đồ tây chiến điểu ăn đồ tây hả đó ví dụ như cái món thường nó ăn là cái gì bò bít tết chí xà thay thang những cái loại đó vậy đó tôi nghĩ này chú ăn chứ không phải nó ăn tao ăn bởi chưa biết chúng nó ăn nó ăn chỗ nào vậy cái miệng nó chứ nó nào ông nội quá trời luôn người ta ơi mấy chục triệu đó ông nội chim này độc thiệt ta ơi ừ nói bình thường đâu không coi thử ơi ê có bay mày bay luôn bay, hả bay thế đó nó đậu nó làm thinh vậy đó có lông đâu mà nó bay nó biết nghe lời thôi ồ chim biết nghe tiếng người luôn hả ừ ồ đã ta nước ngoài mà ê chim ừ. Chim không nói chuyện là mày đâu chứ chim à ê thôi mày nhiều chuyện quá qua để có chuyện gì mà nói đi trời ơi quên nó lo hỏi chiến điểu mà quên cái gì nói thì không tự nhiên rồi qua để hỏi băng chim sao bắt không gì nữa ông nội Thank you.
ngoại đạp gai rồi nè. Cái gì cơ, chạy vòng vòng hoài vậy? Chỉ vô chỗ độc không à, nguyên cái bụi gai nó chỉ cho chạy vô. Mệt chưa? Mệt chưa không? Mệt được cái gì thì nói đi. Tự nhiên vô nhà người ta chạy tùm lum hết trơn rồi à. Gì? Cái chuyện bí mật. Mật gì? Cái chuyện này phải nói nhỏ, giọng nói lớn, với lại không có cho ai nghe. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Nó ghê lắm. Tao nói tao nghe coi. Cái gì? Chuyện này là con nói một cái nghe chú là trời luôn. Sao? Đây có tao với mày không nói đại đi. Tự nhiên nó vòng vòng gì? Nhưng mà cái này là chú hứa với con nghe. Con nói với chú thôi chứ cũng đừng bao giờ nói cho ai biết nghe. Con nói với chú thôi chứ cũng đừng bao giờ nói cho ai biết nghe. Ừ. Ê. Từ bốn này đâu có nhiều chuyện đâu mày. Hồi đó giờ không có nhiều chuyện. Thì con biết. Chuyên môn chơi chim gì là chứ không có nhiều chuyện. Con biết chú không có nhiều chuyện, con mới nói chú nghe nè. Nhưng mà con lỡ, con sợ là lỡ nhiều khi chú vui miệng cái chú kể. Tao đói bụng lắm à. Tao đói bụng con. Đúng ừ, mày nói đại đi riêng con phải qua con nói. À, dạ, chết. Chim tôi nó ngã ra. Thôi đừng đụng chim này. Có chuyện quơ tay quơ chân quá. Nói đây chuyện gì? Gai đâm. Còn dám rồi. Chết để mặt lại. Kéo dài hoài. Chú. Gì? Chú biết con Út đẹp không? Đẹp? Sao biết? Sao mình không biết? Chị nổi thôi, ghê lắm quá. Nó có chuyện gì sao? Tự nhiên đánh ta. Gì nó đại đi. Làm vậy cái gì mày đéo cái gì vậy? Có bầu. Có bầu. Trời. Chú làm giùm đi. Nó có bầu, nó có bầu cái gì đó. Bầu gái. Nó có bầu với ai? Cái mày hả? Phải. Có ai? Cái quan trọng là cái chỗ đó đó. Thí dụ như mình biết nó có chồng. Ừ. Hay là nó có bầu. Thì nó có bầu. Đâu có chuyện gì nói. Đúng rồi. Tại là không có chồng. Ờ. Mà nó cũng không có bầu luôn. Mà tại sao nó có bầu? Tương lai cái bụng nó sẽ hơn cái bụng chú luôn. Thiệt. Tự chí bụng tao. Tự nhiên nó có bầu. Tự nhiên có bầu qua. Có thấy ghê không? Không có gì ghê hết trơn rồi á. Nó có bầu chứ có gì đâu ghê. Anh Đông ơi. Anh Đông. Có nhà không anh Đông ơi? Bà bảy qua kim chú à. Bảy qua. Thì hồi đi không có gì đâu. Thôi không được, không được. Sao? Trời ơi con ngồi mà lỡ một hồi nữa con lỡ miệng á con nói ra chết luôn á. Rồi bây giờ để con nấp ngang, con nấp chừng nào bả về rồi chú kêu con ra. Rồi qua đụng cái cây rồi nấp đi. À. Anh Bông ơi! Có nhà không mà kêu sao nghe em rồi em liền quá vậy. Đừng bao giờ nói cái chuyện Út Đạt có bầu cho bà Bảy biết không? Tao biết rồi. Con nói cho mình chú biết thôi chú đừng nói ai biết hen. Tao biết rồi mày ơi. Tao cứ biết rồi nói lớn vậy. Bây giờ phải vô kìa. Anh Bông à. Ờ à, tôi đây. Anh Bông ơi. Ở đây nè. Bảy. Cái gì vậy? Quá động không Bảy? Anh Bông. Anh Bông ơi. Hả? Anh Bông. Anh Bông ơi. Anh Bông à. Anh Bông. Bữa nay cái xóm này nhiều người bệnh. Anh Bông ơi. Anh Bông à. Anh Bông. Anh Bông. Còn lại má. Trời. Kêu quá. Tôi đứng dần dần đây mà nãy giờ kêu. Ủa anh đây hả? Trời đất ơi. Rửa tay nữa hả? Không phải, không phải. Nhà có ai không? Không. Không có ai hả? Có mình tôi hả? Tại sao anh đứng tỉnh bơ vậy? Trời. Trời ơi anh còn đứng đây anh còn chơi chim nữa anh Bông. Tôi cái nhà tôi chơi là kệ tôi chứ làm gì? Trời ơi con chim lạ quá. Trời ơi chim. Chiến chim điểu. Tên chim gì? Chiến điểu. Chiến điểu hả? Trời ơi đàn bà đừng có nãy vô xuôi lắm. Vậy hả? Chiến điểu chiến chim này kệ mẹ nó đi. Giờ tôi nói anh nè. Gì đây, tại sao anh gì? Lại đứng im vậy? Anh không biết chuyện gì sao? Gì? Trời đất ơi. Chuyện gì mà anh không biết hả? Không. Nhà có ai không? Tại tôi không có ai hết trơn á. Sao mày lại phục vụ trời luôn? Ôi da! Trời ơi, giống thằng nãy rồi. Trời,
anh ác. Gì? Ác vừa vừa thôi nghe. Gì? Anh chỉ tôi đi vô ra cái bụi đó để cho tôi bị đạp gai vậy đó hả? Trời ơi, gai tôi rào 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 đó thì mới dính thôi chứ ai biết chạy đó vậy vậy dữ gì. Mệt chưa, mệt chưa? Mệt mệt. Mệt rồi nói đi. Tôi hỏi anh trong nhà có ai không? Đặng tôi nói chuyện cho anh nghe. Đâu có ai đâu, có mình tôi vậy hả? À? Vậy có mình anh với tôi thôi. Ừ, gì? Chuyện động trời vậy mà anh không biết nữa hả? Chuyện gì động trời? Anh biết Út Đẹp không? Con Út Đẹp. Anh biết phải không, nó trong xóm mình mà. Anh biết không? Biết. Chuyện động trời vậy mà anh cũng không biết nữa hả? Út Đẹp biết. Nó có bầu. Út Đẹp có bầu. Trời ơi, Út Đẹp có bầu. Trời ơi. Chuyện động trời. Thật lắm hả? Thân xong thân tôi mới kể cho anh nghe. Mà đứng đây. Đứng gần tôi lợi dụng tôi bơm cho bạn. Đáng lý là coi như tôi không kể ai nghe đâu. Tôi không phải là người nhiều chuyện. Nhưng tôi thấy anh thân quá. Tôi mới nói cho anh nghe vậy. Nó có bầu sao mày kể, biết có bầu mày kể tôi nghe coi. Là tôi thấy nó ăn chua anh ơi. Nó ăn chua, nó ăn xoài. Nó ăn xoài mà nó ới ra cốc không anh? Lục. Nó lạ cái chuyện lạ đó. Tôi nói nó ăn đâu mà. Bữa tôi thấy nó làm như nó ăn 5kg xoài. 5kg xoài rồi. Nó ối ra gần cả 3 thao ốc vậy đó. Ô bà thao cốc chứ quên nữa. Trời đất ơi nó ăn. Vậy đâu biết nhỏ này sanh trai hay gái ta? Đó nó làm sao biết được mà. Nó đứng đâu nó nhợn. Nó đứng đâu nó đó vậy đó anh. Mà chị nó có bầu bình thường đâu có gì đâu. Tại vì nó đâu có chồng đâu mà nó có bầu. Thấy không? Cái đó cái điều đó là cái điều cái bằng là mình phải để ý chú ý chuyện đó. Trong xóm mình có bao nhiêu người đâu. Mang tiếng xóm gì mình. Đó cho nên là tôi phải báo tôi nói cho anh nghe vậy. Nhưng mà tôi dặn anh nha. Đừng nói ai nghe nha. Đừng kể ai nghe nha. Thôi bây giờ tôi đi ra làm sao nhà anh Trúc. Ê. Ra sao nhà tôi làm gì? Để người ta nghi ngờ nữa nghe. Dòm vô ta thấy nghi ngờ nghe. Nghi ngờ cái gì? Bà nữ tôi nam không tự nhiên mà vô cái giường tôi mà làm gì? Tôi đi ra sau giường nhà anh tôi lấy củ. Củ gì? Con ngọt bà nói. Lấy củ nghệ. Xin củ nghệ chứ tôi lấy củ gì của anh mà anh làm nhìn túm túm thì ghê vậy. Cái củ nghệ đó, củ nghệ. Giờ tôi xin phép lấy xin đào vài củ nghệ nha. Nó nằm ngay góc đó nghe. Rồi, đào có tùm lum hết. Rồi, cảm ơn anh Tư. Lấy cái đó ngay đó đó. Đừng có đào tùm lum. Trời ơi, cái chuyện vậy đó. Chú Bốn ơi. Gì nữa đây? Chú Bốn ơi. Trời ơi. Con khổ quá chú Bốn ơi. Chú biết rồi con, chú biết rồi. Đừng có khóc nữa. Cái này người ta cử nó muốn cho khóc á. Tại sao con ăn ở hiền lành lắm mà. Con có làm gì ai đâu. Chú biết mà. Mà tự nhiên con bị vậy. Không. Chú ơi. Chú nói không sai, tôi biết rồi. Chú, đã chú biết hết trơn rồi. Con bình tĩnh đi. Cử đi nhiều nghe con. Không được đi nhiều, nghe không? Không chú được khóc. Con mới bị có 2-3 bữa rồi. Chú muốn ơi. Trời ơi, nó mới biết được 2 bữa nay thôi hả? Dạ. Khổ thân nhỏ không? Chú ói gì lắm phải không? Dạ con ói lắm. Con thèm chua nữa chú. Chà, thèm chua nữa là đúng rồi, ngay chóc luôn rồi. Nè, cái thường là ói hoài phải không? Dạ con ói hoài luôn á chú, con ăn uống không có được gì hết trơn á. Chú lớn chú kinh nghiệm mà ráng chừng 3 tháng cho con hết à. Có 2-3 bữa mà con chịu không nổi. 2-3 tháng chắc con chết luôn á chú. Thì phải ráng cho con mà. Chú nói con nghe nè. Thường hồi đó là chú thấy là phụ nữ như vậy đó. Bị như vậy đó thì 2-3 tháng nhưng mà vẫn bình thường à. Là cái khi mà có thai lớn lên cái là hết à. Dạ. Ai thai? Hả? Ai có thai? Thì con. Con có ai nào? Con không có bầu sao đâu con ơi. Ai đồn con có bầu? Trời ơi, bà bãi mới qua nói anh bà bãi. Thiệt tình thiệt quá trời ơi coi. Tao nói cái củ nghệ của nhà anh nó bự dễ sợ luôn. Nó dễ đào hết sức nói luôn vậy đó anh Bốn. Bảy. Hả? Sao bảy nhiều chuyện vậy bảy? Cái gì nhiều chuyện? Bảy mới nói với chú Bốn con có bầu. Bảy à nghe, con bình tĩnh lại con hỏi đàng hoàng coi ai nói chứ bảy không bao giờ nói cái chuyện đó nghe. Bảy. Sao bảy như vậy vậy? Sao Bốn? Sao bà nói nó có bầu? Tôi nói rồi nào? Bà mới nói tôi thì nè. Tôi dặn anh đừng nói người ta sao nói chứ vậy? Tôi dặn, tôi đâu có ai nghe đâu, tôi chỉ nói nó nghe thôi. Trời ơi, không cái chuyện bảy. Mày giải thích cho con nghe đi, tự nhiên cái bị đụng, con có bầu. Không, con chưa có chồng gì hết trơn, tự nhiên bị đụng như vậy chứ.
tỉnh lại, cái này không phải là do bảy mà do thằng Út Đực. Thằng Út Đực nó nói cho bảy nghe, nó nói bảy nghe, bảy mới nói. Bảy thấy là chú Bốn này thân thiện lắm, chú là bảy mới nói cho chú Bốn nghe thôi, chứ bảy đâu phải là người nhiều chuyện đâu. Có nhiều chuyện quá ha, đâu có nhiều chuyện. Cái đầu dây mới vỡ là do thằng Út Đực. Đực, ủa nó đâu hả? Mày ra đây. Dạ. Nãy giờ nó ở đây hả? Nó đứng ở đằng ngoài đó. Dạ. Bình tĩnh đi con. Mày đó nghe Út Đực, mày đó, mày là cái thằng nhiều chuyện nè. Mày kể tao nghe, mày nói tao rõ ràng là con mén nó bị có bầu cho nên tao mới nghe tao tin mày. Mày nói với tao là con nhỏ nó có bầu. Con nó có bầu nào? Sao nó kỳ vậy nó đâu? Mày nói tao là nó có bầu rõ ràng. Con không nó có bầu à? Chứ mày cứ nói nè. Mày nói chứ sao tao mới biết? Con nói nó ngán hơn chứ có bầu đâu. À, nó ngán. Có đi học không? Ngán là bầu chứ giữa. Có đi học không? Ở đỡ không nó mấy. Hả? Ngờ ngán sắc ngán. Ừ. Bầu quyền bầu. Ừ. Ngán với bầu khác nhau à? Con không có nói cùng bầu à? Ngán với bầu khác nhau mà có bụng 3 tháng rồi, bây giờ con đi ra tạm xá với bảy đi để coi nó sao coi nha con. Trời ơi, con không phải là có bầu mà con bị gì đó, ngán nữa thế không có ới nữa thấy chưa anh con, mà anh con bị đau bao tử. Đau bao tử? Dạ con bị đau bao mà đâu phải nó lộn rồi, bả có bầu mà hồi bảy có bầu dưới ra gì bảy 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 làm cái gì? Ba tháng cái gì? Con còn gì nữa đâu mà có bầu. Sao rồi? Bao tử mới qua đây sinh nghệ của anh nè. Đó. Đang nói sao bệnh nó tăng đầu? Thằng thằng Út Đực nói tôi mới biết coi. Sớm rồi toàn là nhiều chuyện không? Ngán đau bao tử. Thì con cũng đau bao tử nên con qua đây á, con xin nghệ của chú Bốn nè. Vậy nói hả? Chung ở sớm này toàn là nhiều chuyện, có mình tôi đàng hoàng thôi. Lục. Cho nên nói là bảy biết con là qua đây xin nghệ, cho nên là bảy đào sẵn luôn để lát nữa bảy chia cho con nha. Sợ. Anh đừng nghe, cái tội của anh. Tội gì? Dặn anh rồi, anh đừng nói ai nghe. Tại sao anh kể chi vậy? Bởi vì nhiều chuyện quá. Con hồi nãy con cũng có dặn chú rồi, con nói là cái chuyện bí mật con kể một mình chú nghe thôi, chú đừng kể ai nghe. Đây là lần đầu tiên tao rút kinh nghiệm. Sau này mày có kể nữa, bà có kể nữa thì tôi đừng nói ai nghe.